Một loại trà mới bên mình có tên gọi là Mộc Hoa Trà Có sự kết hợp của bảy vị khác nhau Uống rất là ngon và giúp giải độc mát gan Cũng như là cô chú anh chị có thể sử dụng uống hàng ngày để chúng ta thay nước bình thường Một gói như thế này sẽ đóng là 400 g và có giá thành là 60.000 đồng cho một gói như vậy Trong cái gói trà này thì có sự kết hợp của hoa nhài, bát tiên, cỏ ngọt, sơn mật kỳ tử, đông trùng hạ thảo, hoa cúc. À, ngoài ra có thêm cả táo đỏ nữa, gồm rất là nhiều các cái vị khác nhau, 7 đến 8 vị. Này thì cô chú anh chị về chúng ta bốc ra cái bình trà của chúng ta và cho một ít nước sôi vào tráng qua, sau đó thì đổ nước sôi vào. À, chúng ta sẽ pha tỷ lệ một nắm so với lại một lít cho tới một lít rưỡi ra pha giống như pha trà bình thường nó có vị ngọt thanh của cỏ ngọt và các cái vị của hoa các cái mùi của hoa rất là thơm mọi người có thể thấy là cái trà này bên mình làm nó rất là đẹp giá thành của loại trà này thì sẽ tính theo túi mỗi một túi là 60.000 đồng và có trọng lượng là 400g và cái tác dụng chủ yếu là giúp thanh nhiệt giải độc mát gan và ngoài ra thì những chị em phụ nữ khi mà chúng ta dùng cái trà này sẽ giúp chúng ta đẹp da hơn Đan tới sắp đến Tết rồi cho nên là cô chú anh chị có thể sẽ phải uống rất là nhiều tiểu để tiếp đãi bạn bè cho nên là cái gan của mình sẽ có rất là nhiều độc tố khi mà chúng ta uống tỉu vào đó thì chúng ta sử dụng cái trà này sẽ giúp chúng ta giải độc gan khá là tốt. Trung bình một gói 400 g như vậy thì cô chú anh chị sẽ pha được khoảng tầm từ 10 cho tới 15 ngày. Ngoài cái việc mà chúng ta lấy về để pha trong gia đình để uống thì cô chú anh chị có thể lấy cái trà này để chúng ta cho biếu tặng vào cái dịp Tết thì cũng rất là ý nghĩa và rất là đẹp. Giá thành thì lại hợp lý nữa chỉ có 60 000 đồng một gói trà đẹp cực kỳ như thế này thì cô chú anh chị có thể tham khảo để chúng ta mua để uh, sử dụng hoặc là cho biếu tặng. Uh, cô chú anh chị có nhu cầu về cái mộc hoa trà này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt trên màn hình 0971858882. Số điện thoại đó mình có Zalo và có cả Facebook luôn. Kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và thịnh vượng.